Xin kính chào các đồng chí. Buổi chiều ngày 22 tháng 2 năm 2024, báo cáo với lại các đồng chí, từ sáng tới giờ có ba thượng đế Trần Văn Chốt băng cassette. Đây là băng cassette địa chỉ tới huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là băng cassette tới thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thủ đô Hà Nội. Và đây là 20 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2 cộng với lại 6 cuộn Sony. Đấy là 28 cuộn với lại một cuộn mình tặng nữa là 29 cuộn nha. 29 cuộn địa chỉ tới huyện Đan Phượng, thủ đô Hà Nội. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các thượng đế đã tích cực Trần Văn Chốt. Và cũng xin chúc mừng các thượng đế vì khi các thượng đế liên hệ với số máy này để Trần Văn Chốt, mình thấy được sự thông tuệ của các thượng đế. Các thượng đế bỏ tiền ra mua một cuộn về sử dụng được một cuộn, mua một hai cuộn sử dụng được hai cuộn. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Tiếp tục giới thiệu với các thượng đế một combo băng cassette. Combo này có 1 2 3 4 5 có 6 cuộn. Xin phép các thượng đế một số giây, bắt đầu. Báo cáo với lại sư huynh Lục Tuần ở Bắc Giang. Đang xóa những cái cuộn băng tiếng Tây đi để cho những cái cuộn băng coi như thế là toàn như nhạc trước 1975 với lại sau 1975, nôm na ngắn gọn lại là nhạc vàng nha. Thì để kiểm tra thấy hai ba cuốn nhạc là tiếng Tây. Đấy, thế nên là đang xóa đi để thâu lại, khi thâu xong là để sẽ báo cáo với lại huynh. Đấy. Theo nhu cầu của huynh là toàn trước 75 này, Phương Dung 75, Thanh Tuyền này. Đấy, Thanh Thúy này, cái này thì Dạ Vũ Tân Hôn ở sau này. Đấy, nha Tuấn Vũ, Chế Linh này, Thu Hiền này, thì sau 1975 nha. Trở lại với lại chương trình combo này. Combo này có tựa đề là combo băng cassette số 2. Các thượng đế Trần Văn Chốt thì nói rõ tại vì qua combo số 3 đúng là chưa già đã lú thế này. Các đồng chí cũng thông cảm cho nha, đấy là cái hiện tượng của người nhìn mặt trời lâu năm rồi thì chưa già đã lú đấy. Đấy. Combo băng số 3. Thế còn combo băng số 2 thì đây, đi thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thủ đô Hà Nội đây. Combo băng số 1 đây. Đấy. Combo này là combo băng số 3. Ở đây có 6 cuốn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuốn. 6 cuốn này trân trọng gửi tới các thượng đế một mức thóc rẻ nhất của đất. Có 50.000 đồng một cuộn. Thế nên là tha thiết các thượng đế cũng không nên mặc cả, không nên trả giá nữa. Bỏ tiền ra mua một cuốn băng về xong lại thâu, xong lại kiểm tra về vấn đề âm thanh. Không phải là mua 10 cuốn về thâu được cả 10 đâu nhá. Đấy, thế nên là các thượng đế cũng không nên mặc cả, không nên trả giá nữa. 50.000 đồng một cuộn. 6 cuộn là 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Cuộn băng thứ nhất. Băng TDK, nội dung chương trình là ca sĩ Duy Khánh hát nhạc sau 1975. Băng này cái chương trình ở trong này tiếng bát tiếng chét đánh tanh tách nghe sướng đời lắm. Sướng cái lỗ tai lắm, mát cái lỗ nhĩ. Một cuộn. Cuộn này là cuộn thứ hai. Băng Sony HF910. Giọng ca mặn mà, đậm đà. Đó là ca sĩ Hương Lan, đó là ca sĩ Hương Lan. Những bài hay lắm, bài hay lắm. Những gọi là những tình khúc yêu cầu. Cuộn này là cuộn thứ ba. Tôi xin vào cuộc gian nan. Chế Linh, người nhập cuộc. Băng Sony HF910 tem đỏ. 50.000 đồng một cuộn. Những cuộn như thế này mình bán thông thường nữa là gì? 30.000 đồng rồi. Cuộn này là cuộn thứ tư. Cuộn này thì mình mua ở trên Sài Gòn. Chế Linh Thanh Tuyền. Đây. Nhưng mà kiểm tra kỹ lưỡng rồi nhá. Vì những cái chỗ mình mua băng ở trên Sài Gòn này, lần này mình phải gì? Ra ăn tầm xong lên Sài Gòn lấy hàng thì phải 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 nói chuyện với lại cái chỗ này. Tại vì cái chỗ này mua 10 cuộn về chỉ dùng được có 6 cuộn, còn 4 cuộn là không dám bán. Cuộn này là cuộn thứ 5. Băng Sony HF90 liên khúc chiều mưa ba. Bốc lắm. Tiếng bát tiếng chét lên nghe sướng lắm, liên khúc chiều mưa ba.
Cuốn này là cuốn thứ 6. Cuốn này nội dung chương trình trước 1975. Ca sĩ Thanh Tuyền hát trong đĩa CD Thanh Tuyền 1. Combo nào cũng như combo nào, chỉ những đệ tử văn võ song toàn thì sư phụ Khang mới cho xuất sơn. Chứ còn nếu mà không văn võ song toàn này, cho xuất sơn thì bôi roa chát chấu vào mặt sư phụ thì sư phụ trả chơi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuộn 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái và quyết thắng. Merci. Merci beaucoup.